Hello hello xin chào các bạn. Đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 6 giờ tối tại Cali. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu rồi và hôm nay đây, các bạn hãy trên màn hình Thuận đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những cái thông tin thì muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta có những tin tức lớn, chúng ta cũng có tin tức phết, tin tức tốt và có một số những cái diễn biến liên quan tới Bitcoin Smart ETF chúng ta đã rất là gần rồi các bạn tới khoảng chừng là hết tuần này đã chỉ còn 10 ngày nữa thôi là sẽ biết kết quả của Arkinvest cuối cùng nó thì có được thông qua hay là không và đương nhiên rất nhiều những câu hỏi bây giờ là khi được thông qua rồi đó giả sử như điều đó xảy ra thì giá cả sẽ ra sao trong thời gian ngắn hạn thì Tuy là chúng ta chưa bao giờ có sự kiện Bitcoin Spot ETF trước đây cho nên cũng không có lịch sử luôn các bạn. Đừng nói tới là chúng ta chỉ có lịch sử Bitcoin trong vòng mười mấy năm qua thì nói mười mấy năm nghe là nhiều nhưng mà các bạn thấy được là lịch sử Bitcoin đó chỉ xoay quanh khoảng chừng là hai ba cái chu kỳ mà thôi. Thì chúng ta cũng thấy đó không phải là một lịch sử dài hạn nhưng mà khi mà nói tới nếu như mà có Bitcoin Spot ETF thông qua đó dựa theo lịch sử thì chuyện gì có thể xảy ra thì đương nhiên chúng ta không có lịch sử đó rồi tại vì đây sẽ là lần đầu tiên nhưng mà chúng ta có thể nhìn vào một tài sản lớn thường sẽ dành thời gian để mà chia sẻ lại trong video ngày hôm nay tại vì có rất nhiều bạn muốn biết là khi mà vàng etf được thông qua đó thì tình hình lúc đó ra sao giá cả vẫn như thế nào tuy là vàng và bitcoin khôi rất khác nhau các bạn nhưng mà chúng ta cũng muốn xem coi là lúc đó chúng ta có thể rút ra được một số kinh nghiệm gì hay là không và chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung mình giá trong video này các bạn tại vì uh, thùng nó vắng mặt 4 ngày cho nên thường nó chúng ta cùng nhau chung mình giá vào ngày chủ nhật tại hoa kỳ thứ hai tại việt nam nhưng mà tuần này chúng ta vẫn chưa chung mình giá thùng sẽ cùng các bạn chung mình giá ở cao một ngày hôm nay và hãy xem coi là cao đamo ra bây giờ đã ra sao rồi các bạn nhưng mà trước hết á, chúng ta hãy xem coi là chứng khoán hoa kỳ kết thúc năm nay ra sao chúng ta nhìn thấy được là ngày mai đó là cái ngày cuối cùng trading cho chứng khoán rồi và hôm nay chúng ta vẫn thấy được là chỉ số Dow Jones vẫn tăng nhẹ các bạn tăng 0.14% S&P 500 đó thì không thay đổi nhiều cũng như là Nasdaq pre market thì bây giờ đó thì các bạn thấy được là cả ba tuy là đang xanh hiện tại nhưng mà cũng không có thay đổi nhiều các bạn tăng 0.06% cho ba chỉ số futures khả năng là chúng ta thấy ngày mai đó cũng là một ngày mà có thể không biến động nhiều nhưng mà vẫn có thể là một màu xanh và chứng khoán Hoa Kỳ đã kết thúc hôm nay đây là một năm rất là tốt các bạn giờ này năm ngoái có rất nhiều những sự lo lắng nhưng mà chúng ta thấy được là kết quả thì năm nay là một năm mà thị trường đã có sự hồi phục rất là mạnh và không chỉ riêng là chứng khoán chúng ta cũng biết là vàng hay là chúng ta nói tới crypto thì đều có sự tăng trưởng rất là tốt các bạn ngoài trừ chúng ta nói tới hợp đồng của dầu hợp đồng của dầu ngày hôm nay đây thì cũng không thay đổi nhiều các bạn ở mức là 74 đô 94 cent cho một thùng dầu nhưng mà thật ra đây là điều chúng ta muốn các bạn chúng ta muốn thấy là hợp đồng của dầu ở một mức ổn định và mức thấp các bạn tại vì nếu không đó, thì chúng ta sẽ thấy được là phần trăm lạm phát lại tăng cao cả năm nay đó thì hợp đồng của dầu đã trong cái mức ổn định rồi từ 70 tới 80 đô. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng ngày hôm nay đó thì ở mức là 2080, không có khác nhiều so với ngày hôm qua crypto đó thì chúng ta thấy được là giá của Bitcoin ngày hôm nay cũng đã có một cái sự giảm nhẹ ở mức là 42.335 đô nhưng mà khi mà zoom ra đó thì các bạn sẽ thấy được là hai tuần qua giá của Bitcoin cũng đâu đó xoay quanh cái khoảng này mà thôi khoảng chừng là 42 tới 43.000 chúng ta không qua được 44.000 đô thì có một giả thuyết tại sao các bạn tại vì đó chúng ta thấy được đây là một trong những thời điểm mà có cái số lượng option sẽ đáo hạn rất là lớn và option sẽ đáo hạn nhưng mà nào mà không rõ đó thì chúng ta sẽ có có hai sàn lớn và tổng cộng cái khối lượng giao dịch là lên tới là 10 tỷ đô la Bitcoin option các bạn và option đây chính là quyền được mua và quyền được bán hay còn gọi là call và put các bạn. Và trong số 10 tỷ đô la option Bitcoin này đó thì cái phần lớn là nằm trên sàn Deribit tổng cộng là khoảng 7 tỷ 7 đô la option ở trên sàn đó các bạn và trên sàn debit thì nó sẽ hết hạn vào cái thời điểm là 8 giờ sáng UTC ngày mai thì lúc đó là mấy giờ Việt Nam các bạn lúc đó đó thì, để thường zoom vào thì các bạn thấy rõ hơn, lúc đó 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 chính là thời điểm 3 giờ chiều ngày hôm nay, có nghĩa là lúc mà nhiều bạn xem video này đó, có thể là hợp đồng đã hết hạn rồi các bạn, và chúng ta cũng thấy được đó là lúc nửa đêm ngày hôm nay, giờ Cali cho nên chúng ta cũng thấy là phần lớn cái hợp đồng này đã sẽ sắp sửa hết hạn và chúng ta có một phần còn lại đó là khoảng 1 tỷ 4 đô la hợp đồng trên sàn CME thì trên cái bài viết này của Contagraph và hồi đấy là hợp đồng của sàn CME sẽ hết hạn vào lúc 8 giờ sáng ngày mai giờ New York có nghĩa là khoảng 5 giờ sáng giờ Cali các bạn ở Việt Nam nó lúc đó là khoảng 7 giờ tối ngày hôm nay nhưng mà theo thùng biết đó là hợp đồng hết hạn sẽ là vào 4 giờ chiều nhưng mà dù sau đây nữa đó cái mà các bạn nên biết là phần lớn sẽ hết hạn trong thời gian vài tiếng tới đây và phần còn lại đó thì cũng sẽ hết hạn sớm mà thôi thì tại sao chúng lại quan tâm tại vì đây là cái thời điểm mà hợp đồng hết hạn không những là cuối tháng mà còn là cuối quý và cũng là cuối năm luôn cho nên cái khối lượng rất là lớn các bạn và cái này đó thì tùy theo các bạn có tin là hợp đồng option có liên quan đến cái giá cả dao động trong phạm vi nào hay là không tại vì khi mà các bạn nghĩ đến hợp đồng option đó, thì các bạn sẽ phải nghĩ đến là giá kết thúc ở mức nào thì bên nào có lợi nhiều nhất thì nếu như mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì phân tích đến từ Contagraph cho thấy được là nếu như mà giá Bitcoin đó trong phạm vi là từ 39.000 tới 40.000 thì chúng ta sẽ thấy được là cái bên đánh xuống hay là bên put thì họ sẽ có lợi là khoảng chừng 575 triệu đô la nếu như mà giá Bitcoin ở cái mức là từ 40.000 cho đến 42.000 thì chúng ta sẽ thấy được là cái bên đánh lên hay là cost có lợi là 90 triệu đô la nhưng mà ở mức hiện tại đó từ 42.000 tới 44.000 thì chúng ta sẽ thấy được là ở bên đánh lên sẽ có lợi là 730 triệu đô la nếu như mà giá Bitcoin có thể qua được 44.000 đô trong vòng 3 giờ tới đây đó thì chúng ta sẽ thấy được ở bên đánh lên đó, bên Core quyền được mua sẽ có lợi lên tới là 1.15 tỷ đô la thì có nhiều người cho đây lý do tại sao mà giá Bitcoin nó không qua được 44.000 đô la tại vì ở bên đánh xuống đó thì họ sẽ cố gắng giữ Bitcoin ở đâu đó khoảng 42.000 thậm chí là dưới 42.000 tại vì các bạn thấy được là cái mức có ảnh hưởng ít nhất đó với họ đó là từ 40 tới 42.000 có thể là nếu như mà đẩy xuống tới 39.000 thì thực sự không đơn giản nhưng mà nếu giữ được từ 40 tới 42 000 thì ở bên đánh lên bên cost họ có lợi 90 triệu đô la 90 triệu cũng là con số lớn nhưng mà đây là con số mà các bạn thấy là có cái thiệt hại thấp nhất trong những cái trường hợp này nếu các bạn tin đó là thuyết âm mưu đó giống như là nhiều bạn nghĩ là sẽ có những cá voi sẽ cố tình đẩy giá bitcoin ở đâu đó trước khi mà hết hạn option để cho họ có lợi nhuận hay là họ giảm thiểu rủi ro thì đây cũng có thể lý do tại sao mà chúng ta thấy trong vòng mấy ngày qua ra giá bitcoin cứ muốn ở mức là 42.000 thậm chí là dưới 42.000 một chút và không thể qua được 44.000 đô tại vì khi mà qua được 44.000 đô đó ở mức kết thúc trong vòng 3 giờ tới đây đó thì ở bên đánh lên có lợi tới là một tỷ 15 lần các bạn Con số không hề nhỏ thì nếu như mà chúng ta tin đây lý do sao mà giá Bitcoin bị kèm ở trong cái mức này trong vòng 2 tuần qua đó thì nó sẽ sớm kết thúc mà thôi tại vì option sẽ hết hạn trong vòng vài giờ tới đây như thường chưa chia sẻ với các bạn đó chính là 3 giờ chiều tại Việt Nam và nó sẽ hết hạn vào lúc cuối ngày hôm nay vào nửa đêm giờ Cali đó là cái thông tin đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và chúng ta nhìn vào tổng số vốn hóa thị trường đó, thì bây giờ ở mức là 1,7 nghìn tỷ. Hôm nay đây chúng ta thi vốn hóa có sự điều chỉnh xuống là 3%. Đương nhiên chúng ta thi được là phần lớn những cái đồng cũng giảm cỡ đó các bạn. Giống như là Bitcoin 2.6%, chúng ta có Ether cũng 3%, BNB thì giảm 2.3%, chúng ta có Solana cũng giảm 1.5%. Tóm lại đó cũng không như là quá lo lắng hiện bây giờ ở mức là 42.000 đô và chúng ta thấy là đương nhiên trong vòng 24 bốn giờ qua ra thị trường phần lớn là màu đỏ nhưng mà chúng ta nhìn lại một tuần qua ra thì vẫn còn rất nhiều màu xanh ở trên thị trường. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật thì thuận muốn dành thời gian để cùng các bạn trung bình giá cao demo. Như đường đã chia sẻ thường đó chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá vào ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ là ngày thứ hai tại Việt Nam nhưng mà tuần này thuận bận cho nên chúng ta không có trung bình giá đúng ngày. Thường đó chúng ta sẽ chung bình giá ngày đó cho nên bắt đầu tuần này chúng ta lại sẽ trở lại cái lịch trình. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái account demo này đang ngay thời điểm bây giờ. Chúng ta đang có lợi là 56.16% và trong đó chúng ta được là phần lớn cái lợi nhuận là đến từ Bitcoin. 70.67% và chúng ta có Ethereum là có lợi hiện tại là 41.66%. Và những bạn nào mà không nhớ đó thì chúng ta đã bắt đầu trung bình giá account màu này vào lúc mà giá Bitcoin ở mức 46.622 vào tháng 4 của năm ngoái và sau đó giá Bitcoin đã đi xuống liên tục tới mức 16.000 đô các bạn. Chúng ta trung bình giá mỗi tuần là 100 đô không suy nghĩ nhiều các bạn không có biết là giá lên hay xuống chúng ta vẫn tiếp tục trung bình giá và chúng ta thấy là Ethereum này thì cũng tương tự ngày đó chúng ta bắt đầu trung bình giá 100 đô là ở mức 3.514 đô ngày 4 tháng 4 năm 2022 và các bạn cũng đã nhớ là lúc mà giá Bitcoin khôi đâu đó khoảng chừng là 20.000 đô đó thì chúng ta đã bắt đầu có lãi rồi mặc dù lúc đó giá Cách cái mức chúng ta bắt đầu trung bình giá rất là xa nhưng mà chúng ta cũng đã có lợi nhuận rồi. Đó chính là thành quả của trung bình giá các bạn. Và ngay bây giờ giá vẫn dưới cái mức chúng ta bắt đầu nhưng mà chúng ta vẫn đang có lợi nhuận là 56.16% cho các bạn thấy được là trung bình giá dài hạn và trung bình giá lúc mà giá xuống hay là đi hàng ngang ở mức thấp đó là thời điểm tốt nhất để có lợi nhuận các bạn chứ không phải là lúc mà giá tăng lên tại vì Bitcoin đã dành nhiều thời gian ở đáy hơn là ở đỉnh cho nên Bitcoin cho chúng ta rất là nhiều những cái cơ hội các bạn và không chỉ riêng Bitcoin mà rất nhiều những altcoin cho chúng ta rất nhiều cơ hội để tích lũy ở những vùng thấp cho nên nếu như mà chúng ta nói là không ai có thể bán đỉnh được Thì cái đó là thuần đồng ý các bạn Nhưng mà về bắt đáy đó thì không phải là một lần Nhưng mà nếu như mà các bạn chung mình giá Thì dài hạn là các bạn hoàn toàn có thể mua được phần lớn ở mức đáy Tại vì các hoạt động của giá cả Bitcoin trong bao nhiêu chu kỳ qua Ít ra là chúng ta thấy lịch sử đã chứng minh đó là sự thật Nhưng mà chúng ta cũng sẽ tiếp tục chung mình giá Ở những mức như thế này các bạn Và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Tại vì các bạn thấy khi mà giá cả bắt đầu có cái sự sôi động tiếp tục giá cả bắt đầu đạt đỉnh mới đó thì các bạn có thể thấy được là cái phần trăm này nó sẽ lên tới mức nào và tôi cũng muốn cho các bạn thấy được là không phải chỉ riêng những o mới cho các bạn cái sự tăng trưởng như là vài trăm phần trăm đâu tuy là các bạn thấy nếu như mà so sánh bitcoin với bất cứ một o nào đó thì các bạn có thể tìm thấy những o có thể tăng tới 900 phần trăm trong như một năm giống như chúng ta vừa thấy Solana nhưng mà các bạn thấy được đó nó không có phải là một cái sự tăng trưởng mà chúng ta có thấy trong lịch sử nhiều lần giống như là chúng ta có thể nghĩ tới Bitcoin đó tuy là chúng ta thấy hàng năm có thể là những năm tốt tăng 2, 3, 100% nhưng mà những năm như là năm nay đó thì tuy là tốt nhưng mà chỉ tăng có 150 mấy phần trăm mà thôi. Nhưng mà cái mà chúng ta nên biết là Bitcoin nó tăng trưởng theo chu kỳ này qua chu kỳ nọ, năm này qua năm nọ. Cho nên các bạn thấy được là cái phần lãi kép đó nó sẽ khiến cho cái phần trăm Bitcoin dài hạn rất là lớn chứ không phải là chỉ một chu kỳ là một năm. Khi mà so sánh với những altcoin đó, đó là một trong điều mà các bạn cũng nên nghĩ đến là các bạn đầu tư thời gian bao nhiêu lâu, dài hạn hay ngắn hạn. Nếu như các bạn đầu tư ngắn hạn thì đương nhiên các bạn sẽ thấy được là Bitcoin sẽ không bằng được tại vì trong một chu kỳ sẽ có rất là nhiều những cái altcoin có thể vượt trội hơn cả Bitcoin. Chu kỳ nào cũng như vậy. Nhưng mà khi các bạn so sánh hai chu kỳ, ba chu kỳ trở lên thì các bạn mới thấy được Bitcoin thực sự là không có altcoin nào có thể sánh bằng dài hạn. Ít ra đó là sự thật cho đến bây giờ. Bây giờ Thuận sẽ cùng các bạn trung bình giá 100 đô la và Bitcoin và 100 đô la vào Ethereum. Chúng ta có thể mua được là 0.00236 Bitcoin ở mức 100 đô la. Thuận sẽ bấm Submit. Và chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đó với Ethereum. Thì 100 đô la chúng ta chỉ có thể mua được 0.0428 Ether. Chúng ta sẽ bấm Submit. Và các bạn sẽ thấy được là chúng ta cũng đã thành công trung bình giá tuần này cho bitcoin và cho ethereum chúng ta sẽ trở lại vào ngày chủ nhật tại hoa kỳ để tiếp tục chung bình giá và quan sát xem coi là account này đã đến đâu rồi các bạn Chúng ta bây giờ hãy trở lại với một số những tin tức thì trước hết chúng ta có một số tin tức cũng khá là thú vị các bạn. Nó không có ảnh hưởng trực tiếp đối với lại giá cả của BTC nhưng mà nó cũng sẽ cho chúng ta thấy được cái tình trạng bây giờ nếu như mà Fed không giảm lãi suất thì tình trạng này nó sẽ trở nên tệ hơn. Chúng ta cũng đã biết những lý do tại sao mà Fed có thể giảm lãi suất năm sau. Họ nói là khả năng là sẽ giảm 3 lần năm sau nhưng mà các bạn thấy là thị trường nghĩ là sẽ giảm nhiều hơn là 3 lần tại vì chúng ta đã từng nói tới những cái sự kiện liên quan tới là lạm phát vẫn đang trên con đường giảm xuống và chúng ta thấy được là tình hình kinh tế nó đã bắt đầu chậm lại rất là nhiều và chúng ta hoàn toàn có khả năng sẽ thấy là phần trăm thất nghiệp tăng một cách đột ngột và chúng ta cũng biết năm sau là năm vào cử tổng thống những cái áp lực chính trị những điều đó chúng ta cũng đã nói tới nhiều lần rồi nhưng mà có một điều khác nữa đó thuận muốn nhắc lại cho các bạn nhớ đó chính là liên quan tới giá nhà ở Hoa Kỳ thì các bạn thấy ngày hôm nay đó thì chỉ số Case-Shiller đây là một cái chỉ số mà họ xem giá nhà không phải là tất cả Hoa Kỳ các bạn, tại vì Hoa Kỳ rất là lớn và có rất nhiều thành phố nhưng mà họ chỉ xem 20 thành phố lớn mà thôi. Thì giá nhà hiện bây giờ ra sao thì các bạn thấy được là giá nhà đã đạt đỉnh mới ở Hoa Kỳ rồi các bạn. Trong khi mà lãi suất rất là cao. Tuy là gần đây các bạn thấy được là có một cái thời gian ngắn lãi suất giảm xuống, nhất là sau khi mà Fed đã nói là năm sau khả năng giảm lãi suất thì lãi suất của mua nhà cũng đã giảm xuống tại vì thị trường sẽ luôn đi trước một bước các bạn giống như là Fed nói là nghĩ đến chuyện tăng lãi suất thị trường sẽ bắt đầu tăng lãi suất trước rồi khi mà Fed nói là nghĩ đến chuyện giảm lãi suất thị trường sẽ giảm lãi suất trước các bạn thị trường lúc nào cũng sẽ như vậy thì chúng ta thấy được là sau khi mà Fed phát biểu gần đây đó cái mức lãi suất mua nhà đã giảm xuống còn khoảng chừng là 6.5% nhưng mà điều này đó cũng không có khiến cho người ta đi mua nhà các bạn trên căn bản đó cái số lượng nhà đang được bán cực kỳ thấp luôn các bạn dẫn đến việc gì dẫn đến là chúng ta có giá nhà tăng trong một cái tình hình cực kỳ thú vị nếu như mà trở lại đây một năm hai năm trước đây đi các bạn hỏi những người mà họ chuyên về kinh tế đó các bạn nói là trong trường hợp mà phép tăng lãi suất đó thì giá nhà là sao tôi nghĩ là rất nhiều người sẽ nói là giá nhà sẽ sụp các bạn nhưng mà trên căn bản mọi thứ đều ngược lại giá nhà không những không sụp mà còn tiếp tục tăng và đã đến mới tại vì cái lãi suất nó quá cao bây giờ khiến cho những người nào mà họ đang có nhà hiện tại phần lớn đó là họ đang nợ ngân hàng ở cái mức lãi suất rất là thấp tại vì những năm trước đây lãi suất là 23% mà thôi bây giờ lãi suất là 6.5% đừng nói tới cái đây vài tháng lãi suất lên tới 8% nữa các bạn cho nên họ không có muốn bán nhà của mình đi mua căn nhà khác để mượn lãi suất ở mức cao hơn các bạn tại vì cái số tiền họ phải trả hàng tháng nó tăng lên rất là nhiều dẫn đến là không đủ nhà để bán trên thị trường mà không có nhà để bán cho dù là cái nguồn cầu nó không nhiều như trước đây tại vì kinh tế đang chậm lại nhưng mà các bạn thấy là nguồn cung nó thì quá hạn hẹp dẫn đến giá nhà vẫn tiếp tục tăng. Và một điều nữa đó chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình ở đây là cái kỳ vọng của thị trường đối với lãi suất thì chúng ta thấy được là thị trường hy vọng là Fed bắt đầu giảm lãi suất là từ tháng 3 các bạn và giảm liên tục cho đến kết thúc năm 2024. Kết thúc năm 2024 các bạn chứ không phải là chúng ta nói tới năm 2025 ở mức là khoảng chừng 3.14% mà thôi. Và chúng ta biết là số của Fed bây giờ đây là khoảng 5.25 thì chúng ta thấy là thị trường kỳ vọng Fed giảm lãi suất tốc độ cũng không hề chậm đâu và nếu như mà Vết và nó xuất như vậy đó thì có khả năng là chúng ta thấy giá nhà sẽ có sự ổn định trở lại. Tại vì giá nhà cao đó thực sự không tốt cho một nền kinh tế đâu các bạn. Nhất là khi mà chúng ta thấy là lương nhân viên không có tăng nhanh như vậy. Và một trong những cái tài liệu khác nữa đó các bạn sẽ thấy được nó mang cái tính chất rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta thấy là ngay bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy được là dựa theo thống kê đó thì cái số lượng người mà đang sở hữu nhà ở Hoa Kỳ mà không có nợ ngân hàng đang ở mức rất là cao các bạn, ở mức là 39.3% phần trăm nghĩa là gần 40%, có nghĩa là 10 người sở hữu nhà, 4 người là không có nợ ngân hàng. Mới đầu nghe đấy thì các bạn sẽ nghĩ đây là một thông tin rất là tốt. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy là nền kinh tế đang vững chắc, người dân đang chi tiêu rất là có căn bản cho nên họ trả off nhà. Nhưng mà không phải đâu các bạn, đây là một dấu hiệu gì các bạn? Đây là một dấu hiệu là tại vì lãi suất quá cao khiến cho là những người mà mua nhà đó họ không thể mượn ngân hàng được tại vì cái income của họ đó cái tiền thu nhập của họ không có đủ cao để mà mượn ngân hàng ở mức lãi suất cao như vậy cho nên nhiều người đã bỏ cuộc họ không có mua những người mà có thể mua được là những người mà có sẵn tiền mặt để mà đi thu mua nhà bây giờ và điều này có tốt lâu dài hay là không các bạn nhìn thấy được là những gì mà Fed làm nó ảnh hưởng không những là đến nền kinh tế chậm lại đến chúng ta thấy được là thất nghiệp bắt đầu xảy ra mà cũng dẫn đến việc là người giàu và người nghèo ra khoảng cách ngày càng xa hơn các bạn những người mà đi làm được nói tới người nghèo của bạn những người đi làm họ có thu nhập ổn định thì phần lớn cũng không thể mua nhà được ở thị trường hiện tại trong khi mà giá nhà quá cao lãi suất lại cao như vậy nhưng mà những người có tiền họ vẫn có thể thu mua được cho nên đây cũng là một trong những điều mà các bạn cũng nên nghĩ đến là fed đó tuy nói là chỉ quan tâm đến phần trăm lạm phát mà thôi nhưng mà tới một lúc nào đó đó các bạn thấy được là cái sự ảnh hưởng của lãi suất cao nó sẽ dẫn đến nhiều cái hệ lụy sau này và thuần vẫn có lòng tin là fed sẽ phải bắt đầu giảm lãi suất năm sau những gì mà chúng ta nói tới trước đây đó vẫn là điều mình thường năng nghĩ cộng với lại tình hình nhà cửa Hoa Kỳ. Và thị trường bất động sản Hoa Kỳ là một thị trường rất là quan trọng các bạn. Người ta nói là một người mua nhà đó thì có tới 20 người được trả lương rồi các bạn. Chúng ta nói tới là người môi giới, chúng ta nói tới người làm giấy tờ, chúng ta nói tới là những cái nhân viên ở chính phủ, họ phải ghi chép coi là ai sở hữu nhà rồi họ phải cấp giấy phép rồi chúng ta nói tới là những người làm việc ở trong những công ty mà cho vay để mua nhà. Một người mua nhà có thể dẫn đến là 20 người được trả lương cho nên đây là một thị trường rất là quan trọng thường chỉ muốn dành thời gian ở đầu video để mà nói với các bạn liên quan đến tình hình của lãi suất và thông mở của lòng tin năm sau sẽ giảm xuống và đương nhiên đây là một trong những câu chuyện quan trọng của năm sau tại vì chúng ta thấy năm sau đó lãi suất là một câu chuyện quan trọng chúng ta có bitcoin halving là một câu chuyện quan trọng chúng ta sắp sửa nói tới việc liên quan tới bitcoin Spot ETF là một cái sự kiện quan trọng và đương nhiên cuối năm sau sẽ là năm mà có bầu cử tổng thống cũng là một năm mà cũng sẽ rất sôi động trong thị trường tài chính Thôi thì cũng cũng đã sẵn sàng cho năm 2024 rồi, không biết các bạn có sẵn sàng hay chưa. Và thị trường chứng khoán năm nay tốt nhưng mà các bạn cũng nên biết là những công ty liên quan đến crypto đó thì cực kỳ tốt trong năm nay chúng ta thì được sự quan tâm đến rất là nhiều và chúng ta cũng đã nói tới cổ phiếu của Coinbase, cổ phiếu của MicroStrategy đã tăng ra sao nhưng mà các bạn có biết là công ty đào Marathon Digital đã trở thành cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong ngày hôm qua với khối lượng là 327 triệu đô la hơn 105 triệu cổ phiếu của Marathon Digital đã được giao dịch trong vòng 24 giờ qua các bạn cao hơn cả Tesla, Apple và Amazon và chúng ta cũng đã thấy cái sự tăng trưởng của những cổ phiếu như là Coinbase và MicroStrategy tăng gì lên tới 300% các bạn gấp đôi phần trăm tăng trưởng của Bitcoin nhưng mà các bạn có biết là cổ phiếu Marathon đã có sự tăng trưởng trong năm nay lên tới mức là 721% các bạn 721% cái con số này đó có thể nói là gần như ngang bằng với những cái all coin trong thị trường crypto các bạn giống như là chúng ta nói tới là những all coin mà tăng trưởng mạnh như là Solana tăng trưởng hóa chừng là 900%, chúng ta thấy được là cổ phiếu Marathon tăng 700% năm nay. Con số rất là kinh khủng các bạn. Nói chung đó là cái sự quan tâm đối với lại thị trường tài chính đang rất là cao đối với thị trường crypto này chúng ta thấy là vẫn chưa có Bitcoin Spot ETF cho nên nhiều người đó thì họ nghĩ tới là bây giờ trong lúc chờ đợi họ có thể đầu tư vào những công ty liên quan đến crypto như là Coinbase, MicroStrategy và đương những công ty mà chuyên về đạo Bitcoin. Và chúng ta cũng sẽ dành một ít thời gian để mà nói tới cái thống kê tuần này của con xe các bạn. Tại vì mỗi tuần đó thì xe sẽ đưa ra một cái bản thống kê về cái dòng tiền mà họ nhìn thấy được tuần vừa rồi của một số những quỹ. Cái này là đại diện cho một số những quỹ mà họ theo dõi mà thôi không phải là tất cả các bạn. Nhưng mà như thường chia sẻ đó chúng ta cũng quan tâm hàng tuần tại vì nó cũng là một cái gì đó cho chúng ta thấy được là những cái quỹ lớn đó, họ đã làm gì với cái số tiền trong thị trường này thì các bạn đã nhìn thấy được là tuần trước đó chúng ta có một số lượng nhỏ rời khỏi tại vì cái thanh này nó chỉ xuống nhưng mà chúng ta thấy được là trước đó bao nhiêu tuần thì đều là những cái thanh hướng lên thôi các bạn có nghĩa là có dòng tiền chảy vào thị trường này và tuần vừa rồi cũng không ngoại lệ chúng ta có tổng cộng là khoảng chừng 103 triệu đô la đi vào thị trường này đến từ những cái quỹ mà chúng ta theo dõi như là các bạn đang hay trên màn hình những quỹ như là One Share Purpose ở Canada Pro Share nhưng mà chúng ta ta thấy là quan trọng hơn đó là tiền đi vào là họ đi vào những cái đồng nào thì các bạn thấy được phần lớn đó thì vẫn đi vào đồng Bitcoin ở cái số lượng là 87 triệu đô la chúng ta có đồng kế tiếp đó tuy là đứng thứ nhì nhưng mà con số này thật sự là nhỏ các bạn khi mà so với Bitcoin là 79 triệu là Ethereum kế đó các bạn thấy được là có 6 triệu đi vào Solana và có một triệu đi vào Cardano mà chúng ta chỉ có 400.000 đô là đi vào quỹ short bitcoin mà thôi nói chung là bây giờ những cái quỹ đầu tư lớn họ không có hứng thú với lại short bitcoin hiện tại mà chúng ta có thể nhìn thấy tiền đến từ đâu các bạn tiền đến đó, phần lớn là vẫn đến từ nước đức 41 triệu trong số này đến từ nước đức các bạn kế tiếp chúng ta có là canada chúng ta có Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Ở nước Đức thì tại sao chúng ta lại có nhiều nguồn tiền đi vào thị trường này trong năm nay như vậy thì vẫn chưa có rõ. Nhưng mà Canada đó thì tôi nghĩ là càng gần tới cái ngày mà có thông tin liên quan tới Bitcoin Spot ETF thì có thể là những nhà đầu tư Canada đó họ cũng đi thu mua Bitcoin Spot ETF ở Canada các bạn. Tại vì ở Canada đã có Bitcoin Spot ETF cách đây là hơn một năm rồi nhưng mà cái số lượng tiền đi vào nó cũng không có nhiều như là nhiều người nghĩ các bạn tại vì nền kinh tế và thị trường chứng khoán lớn nhất trên thế giới đó chính là thị trường chứng khoán tại hoa kỳ cho nên bitcoin spot etf ở hoa kỳ đó mới là cái quan trọng nhưng mà các bạn thấy được là có thể nhiều nhà đầu tư canada cũng nghĩ đến là bây giờ mua những cái bitcoin spot etf cổ phần của canada khi mà có thông tin có thể là giá tăng thì họ có thể là có lời được nói chung thì các bạn thấy là cái thông tin mà nhiều người chờ đợi nhất ngay thì đến bây giờ là không gì khác hơn đó chính là Bitcoin Spot ETF. Và bây giờ chúng ta hãy chuyển qua để mà nói tới một số những cập nhật liên quan tới Bitcoin Spot ETF. Thì trước hết chúng ta phải nói tới Ark Invest, tại vì thông tin ngày hôm nay chịu biểu của quanh Cathie Wood các bạn. Cathie Wood á trước đây đầu tư rất là nhiều vào GBTC, Grayscale Bitcoin Trust và các bạn thấy được là thời gian gần đây đã Cathie Wood cũng đã bán rất là nhiều rồi, một phần là chốt lời cân bằng lại nhưng mà nhìn kỹ đó thì chúng ta đã thấy cách đây vài ngày rõ ràng là Cathie Wood đã bán rất là nhiều vì một lý do nào đó và tính tới ngày hôm qua đó thì uh, quỹ Ark Invest họ đã không còn lưu trữ bất kỳ một cổ phần GBTC nào nữa các bạn họ đã bán cái phần còn lại là tới 180 triệu đô la và dùng khoảng chừng lập phân nữa 92 triệu đô la để mua cổ phiếu Bito các bạn BITO đây là cái cổ phiếu liên quan tới Bitcoin Futures ETF thì có nhiều người cũng rất là thắc mắc tại vì uh, người ta nói là nếu như mà Wood có lòng tin đã sẽ có Bitcoin Smart ETF thì lưu trữ GBTC sẽ có lợi tại vì khi mà được thông qua rồi đó thì gbdc sẽ trở về cái điểm gọi là bằng với lại cái mức giá NAV hiểu đơn giản hơn đó là GBTC đang giao dịch ở cái mức thấp hơn là nó nên giao dịch liên quan đến cái số lượng Bitcoin nó có tại vì sao các bạn tại vì cái tính thanh khoản của GBTC không có cao nhưng mà khi mà có Bitcoin Spot ETF rồi đó khi mà đã thành công nếu mà chuyển đổi thì giá sẽ có sự tăng trưởng thì tại sao mà kathy Wood của Ark Invest lại bán hết cổ phần GBDC trước khi mà có thông tin như vậy thì khả năng đó đây là một bước chuẩn bị cho Ark Invest Spot BTC ETF các bạn, tại vì chúng ta biết là cả hai công ty bây giờ RayScale, nghĩa là công ty đứng sau lưng GBTC và Kinvest, cả hai công ty này họ đều tranh đua với nhau để mà có Bitcoin Smart ETF và khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi đó thì hai công ty này sẽ là đối thủ cạnh tranh với nhau khi mà được thông qua. Như là thường chia sẻ các bạn hôm qua chúng ta là bạn thân, tôi còn kêu gọi mọi người mua GBTC. Hôm nay đây chúng ta đã là kẻ thù, chỉ có lệch bệnh viễn mà thôi các bạn. Cathy Wood là một người mà thường thấy hành động rất là mau lẹ và dứt khoát. Nhiều khi đó thì Cathy Wood đưa ra quyết định sáng suốt, nhiều khi đây cũng có những sai lầm các bạn. Đương nhiên không ai đúng 100% hết nhưng một điều đó các bạn có thể thấy được là Cathy Wood hành động rất là mau lẹ trong rất nhiều trường hợp. Và Cathy Wood thì cũng đã chia sẻ với lại Bloomberg là lý do tại sao mà Cathy Wood bán hết cổ phiếu GBTC. Tại vì khi mà được thông qua rồi, đây là cái lần đầu tiên có một sự kiện như vậy. Thì không biết là về mặt pháp lý ra sao cái số lượng cái cổ phần này đã có bị giam lại trong vòng 30 ngày hay là không rồi khi mà chuyển đổi có liên quan đến thuế hay không thì những cái đó nó khiến cho Cathie Wood sẽ có cái sự lo lắng cho nên bán bây giờ chuyển qua BITO rồi sau đó nó sẽ bán BITO để mà chuyển qua mua Bitcoin để mà lưu trữ trong quỹ ARK mình để mà phát hành Bitcoin Spot ETF đó là điều mà Cathie Wood muốn làm thì có nhiều bạn nói là tại sao lại phải mua cổ phiếu Bitcoin Futures ETF mà không mua Bitcoin trực tiếp Lý do tại vì không thể các bạn Ngay bây giờ đó những công ty họ không thể lưu trữ Bitcoin Cho đến khi nào mà có Bitcoin Smart ETF được thông qua họ mới có thể mua để mà lưu trữ rồi sau đó phát hành cổ phần được Bây giờ thì không thể Cho nên Caterwood Wood đã mua cổ phiếu BITO Và nói tới Bitcoin Spot ETF đó, thì chúng ta cũng đã biết là SEC đã ra cái hạn chót là vào ngày mai các bạn, ngày cuối cùng hành chánh của năm nay, à, đó chính là cái ngày mà tất cả những quỹ đầu tư mà muốn có bitcoin smart ETF đó, cần phải nạp cái đơn chỉnh sửa và đặc biệt đơn này phải đưa ra một cái danh sách liên quan đến những cái công ty trung gian, những công ty gọi là EP các bạn, thì à, phải có hợp đồng rõ ràng những công ty này là ai. thì chúng ta thấy là cho đến ngày hôm nay đây chỉ có duy nhất một công ty đã chỉnh sửa văn bản và nạp cho lại cho SEC đó chính là ARK và trong cái đơn này ra dựa theo Bloomberg Eric Balchunas thì chúng ta vẫn không có thấy thông tin liên quan tới AP tuy là có nhiều cái sự đề cập đến cái công ty trung gian nhưng mà chúng ta vẫn chưa biết công ty trung gian đó là ai thì có khả năng là ngày mai đó Ark Invest sẽ bổ sung thêm giấy tờ nhưng mà tới ngày hôm nay điều thú vị là chỉ còn một ngày nữa thôi nhưng mà chỉ có Ark Invest là người có hành động sớm nhất ở thời điểm hiện tại không biết ngày mai chúng ta có thấy là Fidel đi rồi BlackRock những cái công ty còn lại hay là không tại vì nếu như mà không giao nộp giấy tờ chỉnh sửa phiên bản cuối cùng ngày mai thì hầu như sẽ không có cơ hội để có thể được thông qua vào đầu tháng 1 đâu các bạn có thể ngày mai là một ngày mà sẽ rất là bận rộn có thể rất nhiều công ty họ sẽ cùng nhau chỉnh sửa văn bản và nộp lại ngày mai có thể là những công ty đó họ đang xử lý những cái hợp đồng cho những công ty trung gian ngày hôm nay chúng ta sẽ biết ngày mai nhưng mà điều thú vị là tới bây giờ đã chỉ nghe tới thông tin từ iConvest mà thôi và nói tới cái sự kiện này ra thì đương nhiên chúng ta thấy là thị trường đang chia ra làm hai một bên thì nói là khi mà có Bitcoin Smart ETF rồi đó thì giá cả sẽ có sự tăng trưởng một bên thì nói là không đây là một cái sự kiện gọi là sell the news nghĩa là khi mà có thông tin thật rồi đó thì sẽ có nhiều người bán và giá cả sẽ có sự điều chỉnh và một trong những công ty lớn có suy nghĩ đó chính là Crypto các bạn. Crypto là công ty mà các bạn đã biết là cung cấp những cái dịch vụ tài liệu liên quan tới on -chain. Thì Crypto đã nói là Bitcoin dự kiến sẽ điều chỉnh xuống mức thấp nhất là 32.000 đô. Có nghĩa là họ không biết là sẽ điều chỉnh tới bao nhiêu nhưng mà họ nghĩ là nếu điều chỉnh mạnh đó, thì là khoảng 25% nếu chúng ta lấy cái mức giá là 43.000 xuống còn 32.000 đô. Có thể là điều chỉnh ở mức là cao hơn nhưng mà họ nghĩ là nhiều nhất là 32.000 đô vào tháng tới sau khi mà có sự chấp thuận của Bitcoin Spot ETF. Tại vì đây là một cái sự kiện sell the news, mua tin đồn bán tin thật. Và lý do tại sao đó thì kỹ thuật Hoàng đã đưa ra một cái biểu đồ. Họ nói là hiện bây giờ có rất nhiều những nhà đầu tư bịt không ngắn hạn đang có tỷ suất lợi nhuận cao lên tới 30%. Điều này trong lịch sử đã là tiền đề cho những đợt điều chỉnh giá. Nhìn vào những cái vòng đỏ mà họ đã khoanh ở trên màn hình các bạn thì họ nói là mỗi lần có cái số lượng người đầu tư ngắn hạn có lời như vậy đó thì chúng ta thấy được là ngay sau đó sẽ có một sự điều chỉnh giá lần này họ nghĩ là cũng không ngoại lệ thì chúng ta hãy nghĩ đến khả năng này có hay không các bạn đương nhiên là khả năng nào cũng có hết tại vì chúng ta đương nhiên không ai biết được tương lai nhưng mà chúng ta hãy xem coi là chuyện gì đã xảy ra sau khi vàng spot ETF được thông qua tại Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 11 năm 2004. Tại vì chúng ta đương nhiên không có lịch sử liên quan tới Bitcoin spot ETF được thông qua trước đây. Đây là lần đầu tiên chúng ta chỉ có thể trở về một cái tài sản lớn khác mà có spot ETF đó chính là vàng các bạn và vàng ETF đó cũng tương tự như là Bitcoin spot ETF ý thường nói đó là chúng ta thấy vàng spot ETF đã được thông qua ở Úc khoảng chỉ một năm trước đó nhưng mà một năm sau đó thì mới được thông qua Hoa Kỳ thì cũng tương tự các bạn Bitcoin Smart ETF được thông qua ở nhiều quốc gia như là ở Brazil và ở Canada nhưng mà hơn một năm sau chúng ta mới có khả năng thấy Bitcoin Smart ETF được thông qua tại Hoa Kỳ thì chúng ta hãy xem coi là giá vàng lúc đó phản ứng ra sao các bạn thì các bạn đã thấy được là ngày 18 tháng 11 năm 2004 là cái ngày mà chúng ta có vàng ETF bắt đầu ở Hoa Kỳ thì nếu như các bạn nhìn vào cái tài liệu giá cả trên màn hình đó thì một điều mà các bạn sẽ thấy được là giá của vàng đã có một cái sự tăng trưởng trước khi mà có thông tin liên quan tới vàng ETF được thông qua. Thường không biết là lúc đó thị trường nó có hào hứng hay là không hay là khi nào chúng ta mới biết là cái khả năng đó có. Giống như là chúng ta đã thấy được là bắt đầu từ tháng 6 của năm nay thì lúc đó chúng ta mới thấy là nhiều người bắt đầu quan tâm đến Bitcoin Smart ETF từ việc BlackRock đã đệ đơn. Thì giá hợp đồng vàng nó cũng tương tự các bạn đã tăng khoảng chừng 19% Trước khi mà ETF được thông qua bắt đầu là từ tháng 5 của năm 2004 cho đến ngày thông qua là ngày 18 tháng 11 năm 2004 các bạn. Và đây là cái thời điểm các bạn nhìn thấy trên màn hình có sự tăng trưởng là khoảng chừng gần 19%. Sau đó thì sao các bạn? Sau đó đó thì chúng ta có thông tin là vàng ETF được chính thức thông qua, giá có sự tăng trưởng tiếp tục các bạn, không có sự điều chỉnh ngay lập tức mà có một cái sự tăng trưởng trong vòng khoảng chừng 10 ngày kế tiếp tăng khoảng chừng là 2% các bạn có thể thấy được là những phần trăm này đó nó không có cao như là crypto các bạn tại vì vàng là một cái tài sản nó có vốn hóa rất là lớn rồi và nó không dao động nhiều như là bitcoin thì như là các bạn nhìn thấy trên màn hình sau khi có thông tin á, thì vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng tăng từ cái mức là khoảng 446 lên tới là 456 trước đó các bạn thấy được là giá vàng ở mức chỉ có khoảng chừng 375 mà tới lúc thông qua đó trong vòng khoảng 6 tháng thì đã lên tới cái mức là 456 rồi. Rồi sau đó thì sao các bạn? Sau đó đó chúng ta lại thấy được là vàng có một cái sự điều chỉnh xuống và điều chỉnh bao nhiêu các bạn? Sau đó nó vàng đã điều chỉnh trong vòng 2 tháng kế tiếp đã điều chỉnh là khoảng 10% từ đầu tháng 12 cho đến đầu tháng 2. Đây là cái tài liệu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn thấy được là giá vàng đã có một cái sự điều chỉnh từ đầu tháng 12 cho đến đầu tháng 2, trong vòng 2 tháng đã xuống 10%. Kế đến thì bắt đầu hồi phục và đi ngang khoảng chừng là 214 ngày, khoảng chừng là 7 tháng trước khi lập đỉnh mới và tăng vọt và không bao giờ quay trở về cái vùng giá 450 đô la nữa. Và chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái mình thường muốn nói đây sau đó thì các bạn thấy được là giá vàng đã có cái sự điều chỉnh mỗi thanh này là một tuần thì uh, trong vòng khoảng chừng là năm sáu tuần đó giá vàng đã có sự điều chỉnh nhưng mà sau đó đi hàng ngang các bạn trong một thời gian dài trước khi mà chúng ta bắt đầu thấy cái sự tăng vọt rồi dòng tiền đi vào thị trường vàng như là các bạn đang thấy trên màn hình và mà dẫn tới vàng thực sự đã trở thành một loại tài sản khác tăng liên tục nhiều năm các bạn từ cái thời điểm đó Tăng tới năm 2011 rồi sau đó mới có một cái sự điều chỉnh liên tục nhiều năm các bạn mãi cho đến cái thời điểm là năm 2020 thì vàng mới phá đỉnh cũ lập đỉnh mới. Thì đó là như đã xảy ra đối với thị trường vàng có nghĩa là chúng ta thấy vàng cũng đã có một sự điều chỉnh uh, khoảng chừng là 10 ngày sau khi mà có vàng ETF được thông qua thì chúng ta trở lại với crypto coin. Crypto tục Hoa nói là giá Bitcoin cũng sẽ có sự điều chỉnh xuống mức thấp nhất là khoảng 32.000 đô, nghĩa là 25%. Nếu như các bạn nghĩ vàng có thể giảm khoảng chừng 10%, sau khi mà có thông tin liên quan tới ETF thì Bitcoin là một cái loại tài sản mà dao động nhiều hơn thì hoàn toàn có thể dao động 25%. Điều này hoàn toàn có thể các bạn. Và nếu như mà chúng ta tính đến ngày thông qua là ngày 10 tháng 1 đi thì các bạn thấy được là giá vàng sẽ tăng lên vài ngày rồi sau đó có sự điều chỉnh xuống rồi đi hàng ngang khoảng chừng 7 tháng. Có nghĩa là tổng cộng là 9 tháng sau chúng ta mới thấy cái sự đột phá. Thì nếu chúng ta cộng 9 tháng vào tháng 1 thì có nghĩa là khoảng chừng tháng 10 năm sau có bạn. 6 tháng sau thì có Bitcoin halving. Các bạn thấy được là cái thông tin này nó cũng khá là trùng hợp với là lịch sử của chu kỳ 4 năm Bitcoin. Tại vì chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã đạt đỉnh mới khoảng chừng 6 đến 8 tháng sau khi mà có halving. Nếu như đó xảy ra thì vào wow, các bạn lịch sử thật sự sẽ lặp lại. Đó là gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến giá vàng. Một chuyện điều mà các bạn nên hiểu đây á là khi mà thuận đăng về Bitcoin có khả năng tăng thì sẽ có nhiều bạn comment như là ai cũng nghĩ tăng thì cá voi sẽ đầm cho những người mà đang FOMO. Nhưng mà khi thuận đăng về Bitcoin có khả năng điều chỉnh thì cũng sẽ có các comment như ai cũng nghĩ là giá sẽ giảm thì cá voi đâu cho bạn cơ hội để mà mua giá rẻ dễ như vậy vì thì ai mới là số đông các bạn bạn có chắc bạn không phải là số đông hay là không thuận thì cũng như các bạn không ai có thể biết được tương lai sẽ ra sao tất cả những cái phân tích đó, thì nó chỉ mang cái tính chất tham khảo mà thôi các bạn đó chỉ là một cái xác suất khả năng nào có thể xảy ra nhưng mà quan trọng hơn đó là khi các bạn phân tích kỹ thuật là các bạn phân tích căn bản, các bạn phân tích on-chain các bạn phân tích tin tức cái các bạn nên hiểu đó là các bạn phân tích để các bạn đưa ra những trường hợp khác nhau và những trường hợp đó sẽ giúp cho các bạn có cái lòng tin vững chắc hơn có cái sự chuẩn bị để cho những trường hợp nào xảy ra các bạn sẽ có phản ứng ra sao đó mới là điều quan trọng của các bạn chứ không phải là chúng ta phân tích để các bạn có thể đưa ra quyết định là bây giờ nên mua hay là bán ở đâu mới là định, ở đâu mới là đấy thì không ai biết được đâu các bạn tại vì chúng ta có thể phân tích như thế nào đi nữa đó ngày mai có một ai đó họ cần tiền họ sẽ bán sườn lớn bitcoin thì giá cũng sẽ như thế nào các bạn hay là ngày mai đó chúng ta thấy là đột ngột một quốc gia nào đó tự nhiên là muốn tích tụ bitcoin thì giá sẽ là sao những cái đó chúng ta sẽ không bao giờ phân tích được tại vì nó là tương lai nó không có xảy ra nhưng mà cái mà khiến cho thuận đầu tư về thị trường này dài hạn đó chính là lòng tin các bạn và lòng tin đó không thay đổi từ những ngày đầu tiên cho đến bây giờ và cũng lòng tin đó khiến cho thuận có thể có động lực để mà tiếp tục chia sẻ với các bạn hàng ngày thì cái mà chúng ta có thể làm là phân tích đưa ra những cái khả năng và có sự chuẩn bị mà thôi nếu như mà các bạn nghĩ là giá sẽ không có sự điều chỉnh thì ok có thể các bạn có cái xu hướng là nắm giữ nhiều tài sản hơn nhưng mà lỡ như các bạn nói sai thì sao lỡ như mà giá có sự điều chỉnh thì lúc đó các bạn có còn tiền mặt hay là không để có thể tiếp tục thu mua và ngược lại nếu các bạn nghĩ là giá có sự điều chỉnh thì ok các bạn có thể lưu trữ nhiều tiền mặt hơn nhưng mà lỡ như không điều chỉnh thì sao các bạn cho nên không y tuyệt đối hết ta các bạn cần phải có những cái sự chuẩn bị và có cái sự phân phối để mà giảm thiểu rủi ro và đơn thuần thì các bạn đã biết là vẫn tiếp tục đi theo trường phái trung bình giá và thuận đầu tư về Bitcoin không phải là gì Bitcoin Smart ETF các bạn Cách đây vài tháng chúng ta cũng đâu có nói tới Bitcoin Smart ETF đâu Thì không tính Bitcoin Smart ETF Nếu như mà chúng ta thấy là không có thông tin này Thì thuận có tiếp tục đầu tư thị trường này hay là không Thì câu trả lời là vẫn sẽ tiếp tục Bitcoin Smart ETF có hay không đó thì không có quan trọng đối với lại cái lập lượng đầu tư vào Bitcoin của Thuận nó chỉ là một cái gì đó có thể khiến cho nhiều dòng tiền hơn đi vào thị trường này nhưng mà cho dù không có đi nữa thì xu hướng bitcoin vẫn là như vậy các bạn và bitcoin smart etf là chuyện sớm muộn mà thôi tại vì tài sản này ngày lại càng lớn mạnh và cái sự chấp nhận ngày lại càng cao các bạn thấy được là không phải là tại vì mọi người cần phải chấp nhận bitcoin nhưng mà bitcoin sẽ khiến cho tất cả mọi người không chấp nhận là không được vì chấp nhận bitcoin sẽ có lợi ích nhiều hơn là không chấp nhận tôi nghĩ là điều đó ngày lại càng rõ ràng khi mà thường chia sẻ hàng ngày với các bạn và nói tới Bitcoin Spot ETF thì các bạn thấy được hôm nay chúng ta đã có một quảng cáo mới của Hasdex. Chúng ta thấy được là gần đây có nhiều quảng cáo đến từ Bitwise, à, những quảng cáo thường cảm thấy là hay hơn. Hasdex cũng đã có một quảng cáo nhưng mà nó không được hay lắm các bạn. Nhưng mà cái quảng cáo này là cảm thấy nó rất có ý nghĩa. Thì thường chia sẻ quảng cáo này với các bạn, thường sẽ play cái quảng cáo khoảng chừng 30 giây mà thôi. Thì trong quảng cáo này đó, cái người mà đang nói chuyện, người đàn ông này nói với lại cái cô này là như cô biết đấy tôi thấy thật đáng kinh ngạc về ảnh hưởng to lớn của máy tính cá nhân đối với mọi người nhưng mà dường như những người mà tôi trò chuyện cho rằng việc nhập dữ liệu và máy tính và sau đó tìm kiếm nó mất nhiều thời gian hơn là dùng bản ghi chép thủ công trong nhà rồi sau đó quảng cáo này nói là nên hiểu rằng một phát minh đột phá thì cần phải có thời gian để mà mọi người chấp nhận và thời điểm của Bitcoin đã đến, thuận không biết là cái video này đó là họ trích dẫn là từ năm nào các bạn nhưng mà nhìn vào video thường đoán là khoảng năm 95 hay gì đó, rồi thường sẽ chia sẻ thêm để các bạn hiểu được cái ý nghĩa của cái quảng cáo này ít ra đối với thuận. everyone. And yet it seems that people I've talked to say that it takes you longer to do something by putting it into a computer and calling it up again than if you just kept simple records yourself in the house. Thuận thì cảm thấy nó rất có ý nghĩa các bạn và nó cho Thuận một cái suy nghĩ tại vì chúng ta thấy được là ở bên công ty Bitwise thì họ đã mướn cái người đàn ông lớn tuổi hơn, người đàn ông mà thú vị nhất trên thế giới các bạn, the most interesting man, chúng ta đã nói tới những quảng cáo đó trước đây rồi. Nhưng mà đối với lại Hashtag thì họ cũng đã lựa chọn một cái quảng cáo cũng liên quan đến người lớn tuổi thì cho các bạn thấy điều gì các bạn? số tiền mà họ đang nhắm tới đó là không phải là từ thuận hay các bạn tại vì có khả năng là họ nghĩ là những người nhờ thuận các bạn đó thì sẽ không cần phải mua Bitcoin Spot ETF tại ta lại phải mua Bitcoin Spot ETF để mà phải trả các phí hàng năm trong khi là có thể tự lên trên Coinbase rồi tự lưu trữ khóa cá nhân nhưng mà những người mà lớn tuổi hơn nó thì hệ trước đó có thể là họ cũng chưa có quan tâm nhiều đến Bitcoin mà họ cũng không có hiểu Bitcoin là như thế nào nhưng mà bây giờ họ có thể dễ dàng tiếp cận được với giá Bitcoin họ không muốn lên những sàn giao dịch như là Coinbase tại vì họ nghe những tin tức liên quan tới FTX và sẽ lo lắng các bạn nhưng mà khi mà họ nghe nói tới BlackRock, Fidelity, Ark Invest họ sẽ có cái sự an tâm nhiều hơn cho nên đó là cái dòng tiền mà những công ty này đang nhắm tới và các bạn thấy được là trong cái clip này đó rõ ràng là đang nói về internet và cái người đang nói chuyện nói là wow cứ nghĩ tới những máy tính cá nhân trong nhà đó thì nó có thể giải quyết được biết bao nhiêu điều chuyện nhưng mà phần lớn những người thời điểm đó thì đều nghĩ là wow xài máy tính phiền phức quá lấy tờ giấy ghi rồi. được rồi. Các bạn cũng đã nhớ là khi xưa người ta nói là đánh máy thì quá chậm trong khi mà lấy tờ giấy ghi thì nó lẹ hơn và thậm chí là người ta cũng không có sử dụng email rồi nhiều các bạn tại vì họ cảm thấy là không an toàn. Và đừng có nói tới những cái như là sau này chúng ta mới có như là thương mại điện tử các bạn. Lúc mà thuận bắt đầu sử dụng internet ấy, thì phần lớn mọi người đều nghĩ là thương mại điện tử là lừa đảo các bạn nghĩ là các bạn nhập thẻ tín dụng lên mạng thì sẽ bị lấy cắp vân vân và không ai gửi hàng cho các bạn nhưng mà chúng ta thấy được là mọi thứ thì nó cũng tiến triển và có sự chấp nhận ngày càng cao hơn thì đương nhiên sẽ có nhiều bạn nói là chúng ta không có thể so sánh Bitcoin với lại Internet được tại vì Internet đang được sử dụng rất rộng rãi, Bitcoin thì không phải. Cái đó là chỉ đúng ở ngay thời điểm này mà thôi các bạn nhưng mà nếu như chúng ta nhìn vào cái sự chấp nhận và cái sự phát triển của internet ấy, thì các bạn sẽ thấy được là hai cái nó có sự giống nhau rất là lớn và hoàn toàn có thể so sánh được đối với thuận và những ai nói là không so sánh được thì tôi nghĩ là phần lớn khả năng là những bạn đó chưa từng sử dụng internet năm 1995 các bạn năm 1995, chúng ta thấy được là lúc đó đó chỉ có những trang web các bạn lên đọc tin tức mà thôi, các bạn không thể tương tác được, các bạn cũng không có thể tạo ra à, một cái trang web cho cá nhân các bạn một cách dễ dàng được, các bạn cũng không có những cái mạng xã hội hay là những cái group chat gì hết, tới các bạn lúc đó internet đó, rất là đơn sơ và những gì các bạn làm được trên internet các bạn đều có thể dễ dàng làm được ở trên một cái công cụ khác giống như là các bạn muốn xem phim thì lúc đó nó nhanh hơn là các bạn chỉ cần đi mướn cây cuộn phim các bạn bỏ vô để mà xem nó lại hơn nhiều và thậm chí lúc đó cũng không có phim trên internet đâu các bạn làm gì có chuyện các bạn có thể stream lúc đó được internet nó rất là chậm thì nói tới phim các bạn, hình ảnh các bạn gửi đó nhiều khi phải tốn tới 15 phút Hình ảnh nó mới bắt đầu hiện ra Và cái hình ảnh mà các bạn gửi đó thì nó không có cái độ phân giải cao các bạn Những cái hình ảnh đó nó nó không có rõ ràng Cho nên cũng không có thể sử dụng được ở trong công việc hàng ngày Thậm chí lúc đó các bạn có thể fax, dùng máy fax thì nó lẻ hơn rất là nhiều Hơn là các bạn gửi email và những công ty họ cũng không tin email của các bạn Tại vì họ vẫn nghĩ là xài máy fax an toàn hơn Để thương cho các bạn xem một số những thông tin Giống như chúng ta nói tới là Internet ấy, Thì tuy các bạn biết là Internet đã bắt đầu thực sự là được sử dụng vào năm 60 Nhưng mà lúc đó, những năm đó, đó thì phần lớn những ai sử dụng là những người mà làm việc chính phủ mà thôi Tại vì Internet bắt đầu từ chính phủ Thì chúng ta thấy được là mãi tới năm 1983 đó, Thì lúc đó người dân bình thường mới bắt đầu là sử dụng Internet Chúng ta mới có những cái như là TCPIP nhưng mà các bạn thấy được là từ năm 83 cho đến năm 1995. thật ra những ai mà sử dụng internet năm 83 nên thường nghĩ là không có mấy người đâu các bạn. Mãi tới năm 95 thì mới bắt đầu là có một số người sử dụng và lúc đó các bạn thấy được đã trải qua khoảng chừng 12 năm rồi. Giống như là bitcoin bây giờ các bạn mười mấy năm sau thì lúc đó cái số lượng người mà tiếp cận internet là khoảng chừng 14% người ở Hoa Kỳ mà thôi. Và dạ, chúng ta cứ nghĩ đi bây giờ đó thì Bitcoin cũng đâu đó cỡ đó. Cái số lượng người mà lưu trữ Bitcoin hiện tại Hoa Kỳ đây thì ước tính đâu đó là khoảng chừng 50 triệu dân các bạn. Trong khi Hoa Kỳ là có khoảng chừng là hơn 300 triệu dân. Thì cái phần trăm chấp nhận nó đâu đó cũng tương tự các bạn. Mãi đến năm 2000 đó thì cái số lượng người Mỹ sử dụng là khoảng 46%. Tới năm 2010 đó thì mới khoảng chừng là 80% người dân của Hoa Kỳ sử dụng Internet các bạn. Thì cái sự chấp nhận nó cũng đâu đó giống nhau mà thôi. Và như thường dự chia sẻ với các bạn năm 95 đó thì người ta có cũng cảm thấy là Internet không có được công dụng nữa các bạn. Chúng ta cũng không có GPS, không có bất cứ những cái chúng ta có ngày hôm nay. Cho nên nếu chúng ta nhìn vào thời điểm đó, những ai mà sống ở những thời điểm đó mà nghĩ đến tương lai, họ rất là khó hình dung được. Tại vì sau này có rất nhiều cái sự đột phá mà người ta không ngờ đến các bạn. Không phải là lúc đó người ta nghĩ là sau này sẽ có cái này cái kia, sẽ có YouTube gì đâu, làm sao họ biết được các bạn. Cho nên họ không thể nào nghĩ đến một tương lai mà họ không thể có cái nền tảng nào để mà chuẩn đoán được cũng giống như là chúng ta nghĩ đến crypto hiện bây giờ như là bitcoin các bạn chúng ta đưa là bitcoin đó thì năm nào cũng có những cái thông tin mới các bạn thấy được là chúng ta có những cái thông tin liên quan tới bsc 20 mươi Nose những cái mà chúng ta trước đây không biết thì nếu các bạn hỏi thường năm 2017 thì làm sao không biết được sau này có oil nose các bạn và còn nhiều cái nữa chúng ta sẽ không biết được tại vì chúng ta chỉ biết những gì chúng ta biết ngày hôm nay mà thôi không hiểu thường giải thích gì các bạn có hình dung được hay là không. Tại vì cái khả năng tưởng tượng của chúng ta nó đang bị hạn chế bởi những gì chúng ta biết. Cho nên có nhiều thứ trong tương lai các bạn không thể tưởng tượng được. Tại vì nó không có nằm trong tiềm thức của chúng ta luôn các bạn. Thì làm sao các bạn có thể tưởng tượng được. Thì đó là đồng tin của Thuận đó với lại Bitcoin, đó với lại Crypto. Những gì mà sau này có thể sử dụng được chúng ta thật sự chưa có tương tự được đâu cho nên chúng ta thấy được là cái sự so sánh trong cái video này đó thì hoàn toàn hợp lý đối với thuận và đương nhiên nhiều bạn sẽ là tại vì thuận thiên vị crypto đương nhiên là các bạn thuận là người yêu thích crypto và đã yêu thích thì phải thiên vị đó là điều đương nhiên rồi nhưng mà để thuận chia sẻ với các bạn một cái clip mà thuận đã từng chia sẻ trước đây clip này là một phút 26 giây mà thôi và clip này đó là năm 1994 trên đài Today Show các bạn và lúc này là lúc mà mọi người vẫn chưa hiểu Internet là gì các bạn giống như là người ta hỏi blockchain là gì, bitcoin là gì thì đây là cái khoảnh khắc đó của internet các bạn, năm 1994, internet đã có mặt mười mấy năm rồi đấy các bạn trong thời điểm này. Back now at 56 pass, I wasn't as I to doing that little tease oh, that's that right. little mark with the a and then the ring around it, it was a bug. Yeah. Yeah. Oh. But I've, I've never heard it, <laughs> I've never heard it about said i would always seen the mark but never yeah. heard it said and then yeah. it sounded stupid when i said it violence at nbc <coughs> <coughs> well, <coughs> well, i heard in the the other week there it is violence at nbc G-E-com. i mean well, well, Allison what Allison should know what is internet anyway Internet is uh, that massive computer right. network, mm -hmm. the one that's becoming really big now. What and do you mean, that's big? How does one, what, what do you write to it, like mail? No, a lot of people use it and communicate. With, I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what Internet is? No, she can't say anything in ten seconds or less. Oh, <laughs> oh <laughs> Allison will be in the studio shortly. What, is what does it mean? It's a, it's a giant computer network made up, made up of, uh, started from... Oh I thought you were going to tell us what this was. So like you look in the dictionary. Billboard. It's it's not a it's, it, it's it's a computer billboard but it's nationwide right. and it's, it's several uh, universities and everything all Chúng ta không cần phải xem phần còn lại để các bạn Các bạn cũng có thể hiểu được Ngay thời điểm này người ta cũng không có biết là Internet sẽ được sử dụng ra sao Và tại sao nó lại có giá trị Trong khi chúng ta có thể làm tất cả những gì Ngay thời điểm bây giờ Chúng ta có thể làm tất cả những gì Mà máy vi tính và Internet có thể làm được Nhanh hơn là sử dụng máy vi tính như Internet Và tôi cho các bạn xem một clip ngắn nữa Cái này cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi Đây là cái clip phỏng vấn Bill Gates Năm 1995 với Letterman Thì trong cái clip này đó Ladamir thì đang chọc quay Bill Gates về cái lòng tin của ông đối với internet và máy vi tính, tại vì trong clip này ông nói là hiện bây giờ đã có một sự quảng cáo rất là lớn là có thể sử dụng internet để mà nghe về một cái trận đấu bóng chày, không phải là xem các bạn, tại vì lúc này vẫn chưa khả năng để mà xem uh, video trực tiếp, nhưng mà có thể nghe phát sóng về một trận đấu bóng chày. thì Ladamir nói là tại sao là phải dùng internet? Chúng ta có thể dùng radio, nó rẻ hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn rất là nhiều Cũng như là bây giờ chúng ta nói là tại sao phải sử dụng crypto Chúng ta có thể sử dụng những cái khác nó rẻ hơn, nhanh hơn, rẻ hơn Tình thường chia sẻ cái clip này với các bạn Well, it's, it's become a place where people are publishing information So everybody can have their own homepage, companies are there The latest information, it's wild what's going on You can send electronic mail to people Uh, it is the big new thing. Yeah, but you know, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember a couple of months ago there was like a big breakthrough announcement <laughs> that on the internet or on some computer deal they were going to broadcast a, a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? <laughs> <laughs> you know what I mean? Is <laughs> thuận chia sẻ những clip này để các bạn có thể hiểu được là Internet và Crypto hoàn toàn có thể so sánh được Tại vì Thuần là một trong những người có thể là may mắn các bạn có thể đã tiếp cận được với Internet những ngày đầu tiên Cho nên Thuần có thể hiểu được cái sự giống nhau giữa hai cái sự đột phá trong công nghệ này cái video này đã cũng đã khá dài rồi, không còn vài thông tin. Tôi sẽ cố gắng chia sẻ nhanh với các bạn. Thì chúng ta có một cái tin tức ngày hôm nay đã liên quan tới Ấn Độ các bạn. Thì uh, theo thông tin đó, thì chính phủ Ấn Độ sẽ chặn đường link của chính sàn crypto nước ngoài vì không đăng ký với đơn vị tình báo tài chính hay còn gọi là FIU thuộc Bộ Tài chính Quốc gia và tuân thủ đạo luật ngăn chặn rửa tiền ở Ấn Độ các bạn. Và chính sàn này đó chính là Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bitrex, Bitstamp Maxi Global và Bitfinex Nhưng mà nào mà sống ở Ấn Độ đó Có thể comment bên dưới xem các bạn có thể truy cập được Vào những cái trang web này hay là không Thì cái mà thường muốn chỉ ra đó Đây là cái thông tin không phải là cấm những sàn này Mà đây là một cái cảnh báo các bạn Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ Đã ban hành thông báo yêu cầu tuân thủ Với tất cả chính sàn giao dịch này Chính phương Ấn Độ đó không cung cấp Khung thời gian cụ thể hoặc là hậu quả Của việc không tuân thủ thông báo Nhưng mà đây là cái cảnh báo có nghĩa là chưa phải là cấm những sàn này chỉ là bây giờ chặn đường link mà thôi thường không biết là những sàn này bây giờ đó, đó sẽ nạp đơn như thế nào và có thể là nạp đơn đăng ký xong hết rồi đó đường link sẽ được mở trở lại thì tôi nghĩ đó là ở Ấn Độ họ có thể liên hệ với những công ty mà cung cấp internet rồi sau đó chặn những đường link này các bạn không truy cập vào được nhưng mà nào mà sống Ấn Độ có thể comment ở bên dưới chúng ta có cái thông tin liên quan tới dân biểu thơm M các bạn một trong những người mà rất ủng hộ crypto thì dân biểu thơm M sẽ tham gia cùng dân biểu Warren Davidson cùng đồng tài trợ đạo lực ổn định SEC để mà sa thải Gary Gensler và các bạn đã biết dân biểu Warren Davidson là một trong những người mà đã thề là sẽ đánh sập chiếc ghế của chủ tịch SEC Gary Gensler vào năm sau và ông đã đề xuất đạo lực ổn định SEC nói chung nó sẽ tái kết cấu lại cấu trúc của SEC và sẽ loại bỏ chức vụ chủ tịch cũng đồng nghĩa là sa thải Gary Gensler thay vào đó là một hội đồng bỏ phiếu cho các quyết định của SEC sau này đương nhiên cái này cần phải được thông qua quốc hội các bạn nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ thì cái đạo luật này cũng đã được sự ủng hộ đến từ dân biểu Tom Emmer một trong những người mà cũng rất có tiếng tâm ở Hạ viện các bạn một trong những dân biểu của đảng Cộng Hòa và chúng ta cũng có một cái thông tin nói chung là cũng khá đáng tiếc các bạn. FTX đã gửi kiến nghị. Đây là kiến nghị mà thôi nhưng mà họ đã gửi kiến nghị với tòa để bồi thường khách hàng ở mức giá ngày 11 tháng 11 năm 2022. Giữa là họ sẽ bồi thường với mức giá BTC là 16.871, Ethereum là 1.258, Solana là 16 đô la. Wow các bạn, cái này giống như là chúng ta nói tới sàn Malgox chỉ bồi thường nạn nhân ở mức giá BTC là 5.000 đô mà thôi. Phần tài sản còn lại sẽ thuộc về các chủ nợ không phải là khách hàng bao gồm các cổ đông. Nếu khách hàng không đồng ý đó thì phải phản hồi đối với cái đề nghị này trước ngày 11 tháng 1. Điều này nghĩa gì các bạn? Thì nhiều bạn nói là tại sao mà lại phải trả bằng tiền mặt? Không phải các bạn ý họ nói đây đó là nếu các bạn bị giam lại một Bitcoin thì họ sẽ quy một Bitcoin đó ra 16.871 Nghĩa là khoảng 1 phần 3 mức giá bây giờ mà thôi Thì các bạn sẽ nhận được là 1 phần 3 Bitcoin và đương nhiên những đồng như là Solar nè các bạn thấy đã tăng cực kỳ mạnh 10 lần năm nay Nhưng mà các bạn chỉ nhận đợi được 1 phần 10 mà thôi Vẫn nhận đợi bằng crypto nhưng mà các bạn chỉ nhận lại phần crypto đáng giá ở những mức này mà thôi Và đương nhiên đây là ba đồng lớn Thường cũng đã đăng cái link chính thức ở trên những mạng rồi Nhưng mà nào mà con thú thì có thể bấm vào để mà xem Các bạn có thể bắt đầu từ trang 25 Các bạn thấy được là ở bên tay trái đó bắt đầu từ trang 25 Sẽ có danh sách những đồng và họ đề nghị là trả ở cái mức nào ít ra các bạn thì được là USDT stablecoin thì họ trả mức là 1 đô la các bạn 0.997 nhưng mà những đồng khác đó thì các bạn có thể xem tại vì thời điểm ngày 11 tháng 11 năm 2022 là thời điểm giá cả rất là thấp và cái thông tin cuối cùng là liên quan đến một sàn ở Canada là sàn Catalyx thì những người nào mà sống ở Canada đây thì đáng tiếc là sàn này bây giờ họ đã ra quyết định là tạm dừng việc rút tiền và ngưng mọi hoạt động giao dịch trên nền tảng của mình sau khi phát hiện ra một sự cố an ninh và họ nghi ngờ là có thể liên quan đến một trong những nhân viên của mình Bây giờ đó thì sàn Khanh Lực xong vẫn chưa có tuyên bố là cái số lượng bị ảnh hưởng là bao nhiêu. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn này đó thì có thể comment thêm bên dưới để mọi người có thể hiểu hơn. Nhưng mà ngay bây giờ đó thì các bạn không thể nào lên trên sàn này giao dịch hay là rút tiền được. Và Thùng sẽ ngưng cái video này ở đây các bạn lâu rồi không làm video dài như vậy. Tới thì điểm này đó thì Thùng cũng khô cổ họng luôn rồi các bạn. <laughs> Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, và và một số những dịch khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.